Đây là đỉnh núi Lò Voi. 1, 2, 3, come on. Thank you.
khu vực cái phía ngoài đây, nhìn thấy cái nào cái này nhỏ nhỏ. Cái vòi mà nãy anh em mình leo từ ở dưới bãi biển hướng biển Đông mình leo lên. Ôi dồi ôi, tuyệt vời. Không tin mà mình leo lên đây. Tới đỉnh núi rồi nè. Hồi nãy mình từ dưới núi mình leo lên mình thấy mình là đầu tiên là mình thấy mệt nè. Mình leo tới đây rồi cảm giác sức mệt mỏi hết đi mọi người. We'll be right back.
Thank you.